ôi ba sổ sách này thì ủa đảng ơi em mới nhìn được uh, giấy báo uh, trúng tuyển uh, học lên thạc sĩ uh, bên ngành y của em á ô ô vậy là từ nay là tương lai của em sẽ sáng lạng luôn thì từ trước giờ ở trong làng mình đâu có ai học được thạc sĩ ngành y đâu mà gia đình mình cũng được nở mài nở mặt nữa dạ. ừ, hay quá nhưng mà em lo lắng lắm tại vì gia đình mình cũng không biết có đủ tiền cho em học lên nữa không à hồi lúc trước á mẹ có nói với anh á là hả mẹ chừa cho em khoản tiền thí dụ như mà sau này á mà em học xong đại học á mà em muốn về mở phòng khám hay gì đó cũng có nhưng mà nếu như bây giờ em đang học thạc sĩ rồi, thì mình lấy tiền đó mình đi học rồi sau mà mình góp từ từ sao dạ Ừ, nhưng, nhưng... mà lại em có nghe anh nói là cái từ sáng sáng lạn á nhưng mà em thì em biết là cái từ sáng lạn nó đúng hơn đấy nhỉ đâu từ trước giờ á, là hả sáng lạng á, là do á, là sáng á, là có nghĩa là vực rỡ là vinh quang đó cho nên đó là cái từ sáng lạng mới là từ đúng không em nghĩ là sáng sáng lạnh hơn đó ừ. nhưng mà nếu như á, mà em vẫn thắc mắc á, mà anh cũng là cũng thắc mắc nữa tại từ trước giờ anh nghe mà nghe lâu lắm rồi thôi bây giờ dạ. mình đi cùng đi hỏi chuyên gia đi dạ. để coi 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 chuyên gia giải hết từ đó sao nha dạ dạ thôi. các bạn thân mến theo các bạn từ nào là từ đúng sáng lạc hay sáng lạc trước hết chúng ta tìm hiểu về từ sáng lạc sáng lạc là một tính từ hán việt sáng là rực rỡ lạc là sáng tươi sáng lạc có nghĩa là sáng tươi rực rỡ thí dụ tương lai sáng lạ. Anh thấy chưa? Chuyên gia giải thích từ sáng lạ mới đúng á. Nhưng mà anh vẫn còn ngờ ngợ là cái từ sáng lạ kia. À có nhiều khi hai từ đó đồng nghĩa. Để mình xem cho chuyên gia chuyên gia giải thích cái từ sáng lạ của anh đó làm sao nha. Dạ dạ. Còn sáng lạ là gì? Sáng lạ là một từ không có nghĩa. Cũng vậy Sáng lạng hay sáng lạng Đều là những cách viết sai Thế nên Sáng lạng mới là từ đúng Các bạn thân mến Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ yếu điểm hay điểm yếu. Mến chào tạm biệt các bạn. Từ trước giờ anh đâu có biết đâu nhưng mà mai á là hả có em là em được uh, bằng uh, đi học uh, thạc sĩ anh mới biết ra được từ đó chứ không là từ đó giờ nấu đâu biết đâu anh cứ tưởng là từ sáng lạng không chứ uhm. à, vậy là mình phải cảm ơn chuyên gia đúng Hồi rồi. trước em cũng biết cái từ này nhưng mà em không có đi tìm hiểu sâu rồi à. bây giờ có chuyên gia giải thích em mới biết là cái từ sáng lạn vậy đúng rồi nhưng mà chuyên gia giải thích cặn kẽ cho mình nữa dạ. ví dụ như mày mới mốt mà hai anh em mình có cái từ nào đó mà khó á thì hai anh em mình cùng đi hỏi chuyên gia đi dạ. thì chuyên gia sẽ giải thích cho mình để cặn kẽ hơn để hai anh em mình khỏi cãi nhau dạ đúng rồi ừ ừ nhưng mà em có chuẩn bị uh, giấy tờ để đi nhập học chưa Chứ... dạ chưa ôi thôi vậy đi vậy giờ hai anh em mình đi làm uh, ừ. thủ tục giấy tờ đi ok rồi dạ